Xin chào tất cả quý vị khán giả của Én Bạc. Những ngày này tại bầu trời thủ đô Hà Nội thì không quân của Việt Nam đang biểu diễn những màn trình diễn rất đẹp mắt và làm cho Én Bạc nhớ lại những năm tháng 1972 trên bầu trời Hà Nội. Đêm hôm qua, máy bay B-52 đã đánh vào Khâm Thiên. Binh chủng tên lửa đã bắn rơi 8 chiếc. Bộ đội tên lửa liên tiếp lập công ngày càng lớn. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta đang được chứng kiến trên bầu trời Hà Nội với những màn trình diễn của không quân Việt Nam thực sự là đẹp mắt. Hình ảnh những chiếc Su-30 đang thả pháo hoa trên bầu trời Hà Nội làm cho Én Bạc nhớ lại những năm tháng 1972 khi mà quân và dân cùng không quân. Những hình ảnh rất đẹp mắt của bầu trời Hà Nội ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả những anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng, những người đã bảo vệ và gìn giữ bầu trời Hà Nội nói riêng và bầu trời Việt Nam. Xin mời quý vị cùng xem những hình ảnh thực sự là mãn nhãn trên bầu trời Hà Nội. Và nhớ bao khuôn mặt mến thương.